Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì đối với các bạn sinh viên xa gia đình hay là ra nước ngoài lần đầu thì vấn đề học tập tuy là sẽ được đặt lên hàng đầu, nhưng mà việc làm quen và thích nghi với cuộc sống mới thì cũng vô cùng là quan trọng. Điều này thì sẽ giúp cho những bạn có những thành công tiếp theo trong học tập và cuộc sống xã hội của chính cá nhân các bạn. Vậy thì làm thế nào để thích nghi và hòa nhập với cuộc sống? Các bạn hãy cùng với công ty Du học Tân Đại Dương tìm hiểu và chuẩn bị tâm lý cho mình trước nhé. Thứ nhất đó chính là về sốc văn hóa. Thì khi vừa chân ướt chân ráo bước đến một đất nước xa lạ, cuộc sống xa lạ, người xung quanh cũng xa lạ, thì nhiều bạn sẽ bắt đầu tự hỏi tại sao mình phải đến đây, phải xa gia đình và bạn bè để bắt đầu một cuộc sống quá khác như thế này. Thì cú sốc văn hóa trong thời gian đầu có thể rất là khó chịu và để lại những hậu quả nghiêm trọng về sau nếu mà không được khắc phục đúng cách. Nhìn ở đâu thì bạn cũng chỉ thấy sự khác biệt, nhìn thấy một khoảng cách vô hình mà quá lớn để có thể vượt qua. Và phản ứng tự nhiên ban đầu là các bạn sẽ rụt lại để quan sát và phải dần dần tìm cách thích nghi với nó. Và bạn sẽ là một du học sinh rất là may mắn nếu có sẵn một cộng đồng du học sinh người Việt bên cạnh và giúp bạn vượt qua những cú sốc văn hóa đó. Tuy nhiên, nếu phải một mình vượt qua cái thử thách này thì các bạn hãy cố gắng tự nhủ lý do mình đến đây. Hãy học cách nhìn mọi thứ theo một cái hướng tích cực và thử làm ngay cả những việc trước đây mình chưa từng thử qua bao giờ. Thứ hai đó là quá hào hứng. Thì cái gì cũng phải có sự chừng mực và kiểm soát. Thật vậy thì quá rụt rè cũng không tốt, nhưng mà quá hào hứng thì cũng chẳng hay. Sau khi vượt qua cú sốc văn hóa một cách nhẹ nhàng, bạn sẽ chợt nhận ra nơi này hóa ra là thú vị hơn mình từng nghĩ nhiều. Thì ra thì mình cũng có thể hòa hợp với cuộc sống ở nơi đây. Đây thực ra là một việc tốt trong một cái chừng mực nào đó. Vì sau một thời gian cố gắng vượt qua các khó khăn và thay đổi, cuối cùng bạn cũng đã có thể nhìn cuộc sống bằng một ánh mắt tích cực và tận hưởng những điều đẹp đẽ của cuộc sống mới. Tuy nhiên thì các bạn cũng hãy cố gắng giữ cân bằng trong cuộc sống của mình để ổn định, thì các bạn mới có thể sinh hoạt và học tập lâu dài. Và thứ ba đó chính là những bữa tiệc bất tận. Thì ở Việt Nam văn hóa tiệc tùng không như ở những nước phương Tây, và đa phần thì các buổi tiệc mà các tuổi học sinh hay tham gia là những buổi tiệc sinh nhật gia đình, bạn bè hay là hoành tráng hơn cũng chỉ là mỗi năm vài lần là dự cái tiệc lớn của nhà trường. Tuy nhiên thì ở các nước phương Tây thì tuần nào cũng có tiệc, có thể là ở nhà người này người kia, nơi này nơi khác. Cho dù là bạn có quen biết với chủ nhà hay không thì việc đến dự tiệc cũng là rất bình thường. Chính vì vậy thì việc đi tiệc tùng khá là dễ dàng. Đây cũng là một việc có cả mặt tốt lẫn không tốt. Tốt là bạn có thể bắt đầu làm quen với nhiều người hơn, cũng như trong những dịp nghỉ lễ và ít cái bài vở phải hoàn thành, bạn sẽ có dịp để thư giãn. Nhưng cũng giống như việc hào hứng thái quá ở trên, các bạn hãy cố gắng là giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát của mình, hãy chỉ đi chơi khi mà có thời gian rảnh rỗi mà thôi. Và thứ tư đó chính là giai đoạn cảm hứng. Thì khi tất cả mọi thứ đã bắt đầu là đâu vào đó thì bạn sẽ cảm thấy mình bắt đầu tự chủ hơn với cái cuộc sống mới của mình. Thì thực chất đây chính là giai đoạn bạn tràn trề năng lượng nhất, các bạn sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ các bạn đều có thể. Thì điều này hoàn toàn là hợp lý khi các bạn đã vượt qua một số khó khăn ban đầu thì mọi chuyện sắp đến cũng chẳng có gì là khó khăn nữa. Và đây cũng là lúc bắt đầu bạn thực sự sống tự lập, tự chủ, cảm giác như mình thực sự là trưởng thành. Lúc này bạn sẽ rất là tự tin vì biết rằng mình có thể làm được và quyết định đi du học thực ra là một điều hoàn toàn đúng đắn. Và thứ năm đó chính là sự lo lắng. Cuộc sống thì như là một chiếc tàu lượn, đó là câu nói luôn đúng trong mọi trường hợp. Giai đoạn tự tin ở trên có thể sẽ không kéo dài lâu đối với nhiều người, nhất là khi kỳ thi giữa kỳ đầu tiên đã đến rất là nhanh. Bạn nhận ra mình có quá nhiều bài tập, bài luận cần phải làm, có nhiều điểm số mình chưa hài lòng mà nhất định phải kéo lên trong cái kỳ thi sắp tới. Thì học đại học hoàn toàn không dễ, và nhất là kết quả như ý thì sẽ không bao giờ đến với những ai không nghiêm túc dành thời gian và công sức cho việc học. Thì kỳ thi đầu tiên luôn đầy áp lực, vì đây chính là cửa ải đầu tiên giúp bạn xác định liệu mình có đủ sức học ở đây hay không. Bạn không biết như thế nào là đủ, như thế nào là được, mà chỉ biết cố hết sức để mong đạt được cái kết quả tốt nhất mà thôi. Các bạn cũng đừng quá lo lắng, nếu bạn thực sự cố gắng, tất cả mọi thứ sẽ có kết quả tốt. Còn nếu bạn vẫn chưa có kết quả như ý thì ít ra bạn cũng sẽ biết mình làm sai ở đâu để cố gắng trong cái kỳ học sắp tới. Và không chỉ du học sinh thì mới gặp cái tình trạng này, ngay cả những bạn sinh viên bản xứ cũng gặp phải những cái cuộc khủng hoảng không khác biệt là mấy với kỳ thi đầu tiên của cái đời sinh viên. Và tiếp theo đó chính là sự thích nghi. Thì giai đoạn cuối cùng cũng đến là sau bao nhiêu thời khắc lên bỗng trầm xuống, thì khi đã trải qua tất cả các cung bậc bỡ ngỡ, làm quen, hào hứng, lo lắng hay là nhớ nhà, thì dường như không còn cảm xúc nào là bạn chưa có thể trải qua. Lúc này các bạn hãy cứ yên tâm đi, bạn đã bình tĩnh hơn, tâm lý ổn định hơn, và đây chính là lúc mà bạn có thể chủ động, tỉnh táo thích nghi với cái cuộc sống mới của mình.
và khoảng thời gian xấp xỉ nửa năm ở nơi xứ lạ cũng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong cái cuộc sống. Bạn đã có những người bạn đã sống sót qua được những kỳ thi đầu tiên và mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Khi này thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy cái nơi xa lạ này dần dần trở nên quen thuộc và như là ngôi nhà thứ hai của mình. Xa lạ chính là cách để các bạn có thể tự lập hơn trong cuộc sống của mình. Vì vậy còn ngần ngại gì mà các bạn không chuẩn bị hồ sơ để du học. Các bạn hãy đến ngay với văn phòng công ty du học Tân Đại Dương theo địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn đã quay lại với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng đồng hành với bạn Nguyễn Ngọc Thái đến từ Đồng Nai, vừa tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tôn Đức Thắng hồi tháng 9 năm 2014 vừa rồi. Và chúng ta hãy cùng Ngọc Thái chia sẻ những cái bí quyết và những cái thành công làm sao có được visa Mỹ nhé. Xin chào Ngọc Thái. Chào chị. Ngọc Thái có thể chia sẻ đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, mình tên là Nguyễn Ngọc Thái, 24 tuổi. Thì hiện nay mình mới tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng ngành quản trị kinh doanh vào tháng 9 vừa rồi. Thì sau thời gian tốt nghiệp ấy, mình muốn là đi du học Mỹ, cho nên mình đã tìm đến công ty và làm hồ sơ để mình có một cái ước mơ đi du học như mình mong muốn. Thì qua Mỹ Ngọc Thái học chương trình gì và tại trường nào hả Ngọc Thái ha? Dạ, em học chương trình MBA của trường University of Texas at Arlington. Dạ. Cái bang đó là một thứ nhất là cái bang em thích bang đó là vì là một trong hai bang lớn nhất tại Mỹ. Nó có nhiều bạn bè du học sinh ở đó, em quen được nhiều bạn bè nè, đang học ngôn ngữ của các bạn, đó là cái em không thích luôn. Còn cái quan trọng nhất là có cô em bên đó, là cái mong ước em được ở gần cô em nữa. Qua đâu em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, em biết được công ty tại vì em có tìm hiểu rất là nhiều công ty. Bên ngoài nhiều em không tiện kể lại nhưng mà rất là nhiều. Thì em quyết định chọn công ty tại vì là em có bạn của em hai người làm hồ sơ ở đây và đi được. Tại vì em lo lắng nhất là làm hồ sơ ở đâu và có đi hay không và dịch vụ đó có tốt không. Thì bạn em hai người đi qua Mỹ du học, em mới hỏi thì mới biết là làm tại công ty này. Và em cũng biết công ty này trước rồi nhưng mà em chưa có ghé qua tại không có tiền đường. Thì khi mà bạn em nói thì em tin tưởng hơn và em đến em làm hồ sơ, em cảm thấy hài lòng với những gì mà công ty mang cho em. Thì em làm hồ sơ với nhân viên nào của công ty? Em làm hồ sơ với chị Kim với lại bạn Năng, hai người nhiệt tình giúp đỡ rất là nhiều. Rồi, thì trong quá trình làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì Ngọc Thái có một cái ấn tượng nào đặc biệt tại công ty hay không? Cái ấn tượng mà Thái sâu sắc nhất ấy, là bất cứ một thời gian nào Thái thắc mắc hoặc Thái cần hỗ trợ thì Thái gọi điện là có người bắt máy hỗ trợ Thái liền. Thái ví dụ như là cần kiểm tra trường ở đâu nè, học phí bao nhiêu nè, rồi bên đó có ký túc xá hay không, Thái chỉ cần liên lạc thôi và sẽ báo Thái biết ngay lập tức. Làm Thái yên tâm hơn về cái dịch vụ của công ty. Ngoài ra thì khi mà mấy bạn làm hồ sơ đây nè, trước khi mà đi phỏng vấn, Thái còn được học phỏng vấn rất là nhiều với thầy Khôi. Tại vì thầy Khôi hướng dẫn cho mình từng cái chi tiết là mình có câu hỏi nào, nó sẽ hay hỏi nè, mình nên trả lời ra sao. Đó, thì đó là khi mà mình trước khi mình đi phỏng vấn mình học những cái đó thì mình yên tâm hết rồi. Nhưng bên cạnh đó, trước khi đi phỏng vấn nè, mình còn được gặp anh giám đốc, anh bảo anh nữa. Anh hướng dẫn cho mình cái tâm lý để cho mình biết là chắc chắn mình vô mình không có sợ lãnh sự quán. Tại vì khi mà Thái vô thì không có sợ lãnh sự quán đâu, hãy trả lời cái người ta cảm thấy hài lòng, đưa cho mình visa liền. Ngoài cái thời gian học của Thái đó thì những cái môn thể thao mà Thái ưa thích là những môn thể thao nào hả? Đây là cái điểm đặc biệt là em chọn trường nè. Tại vì bên Việt Nam em thích nhất là môn bóng chuyền đấy. Em chơi bóng chuyền từ lúc mà học cấp 3 rồi. Thì cái mục đích em chọn trường này tại vì cô em cũng nói đây cái trường có cái giải bóng chuyền bùn. Không biết cái giải bóng chuyền bùn là bóng chuyền gì nhưng mà em biết là có cái từ bóng chuyền em thích rồi cho nên em quyết tâm vô cái trường này, em chơi cái chương trình đó. Là tại vì trường có cái môn đó đúng không? Dạ. Cái môn thể thao mà em ưa thích. Dạ đúng rồi. Đó là một phần quyết định em chọn trường. Dạ. Rồi, thì em đã vượt qua một cái rào cản lớn nhất, đó là có visa Mỹ. Thì em hãy chia sẻ cho các bạn cũng như cho các bạn thêm cái lời khuyên là làm sao mà có được cái visa Mỹ giống như em. Đến công ty để làm hồ sơ mình đi du học ấy thì bạn cứ yên tâm là hoàn toàn mình sẽ đạt được visa có thể lên đến gần 99%. Tại vì cái thứ nhất là đến là cái dịch vụ công ty làm cho mình rất là tốt, hồ sơ của mình nè cũng có nhiều những cái sự hỗ trợ từ công ty đưa ra cho mình, và trước khi đi phỏng vấn có phỏng vấn và đi phỏng vấn làm sao để đậu được visa nữa. Đó là cái mà Thái hoàn toàn yên tâm. Và khi mà Thái vô ấy thì cái tâm trạng của mình đầu tiên là về cái tâm trạng mình phải thật là thoải mái, không bị áp lực là đậu hay rớt. Và cái thứ hai là ai cũng lo lắng là trang phục mình nên mặc ra sao, thì có công ty có hướng dẫn cho mình là nên mặc như thế nào và kiểm tra mình thấy hài lòng với cái trang phục đó thì mới đồng ý cho mình mặc đi khi phỏng vấn đó. Thì khi mà Thái vô với cái sự chuẩn bị là về câu trả lời nè, trang phục nè và trạng thái của Thái hoàn toàn thoải mái rồi thì Thái vô họ Thái cái gì Thái trả lời cái đó và Thái get visa thôi, không có gì khó khăn cả. Thì
qua những cái buổi học phỏng vấn cũng như là những cái buổi học tâm lý tại Tân Đại Dương thì Ngọc Thái đã có thể là an tâm hơn cũng như là tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn để có visa như ngày hôm nay. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn Ngọc Thái đã tham gia cái chương trình chia sẻ những cái bí quyết, những cái thành công mà làm sao có được cái visa để các bạn chuẩn bị đi phỏng vấn sẽ thành công giống như Ngọc Thái. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em và chúc Ngọc Thái qua Mỹ học tập thật tốt. Nếu mà các bạn muốn biết thêm nhiều thông tin hơn của nhiều trường học khác nhau đã thành công và đã có visa thì các bạn hãy truy cập ngay website của Tân Đại Dương, đó là tindaiduong.edu.vn.